Như các bạn thấy rồi đó, trong những ngày đầu tiên đi qua Mỹ công du mà đối tác Labrada đối xử với mình rất là kinh khủng. Thật sự mình không biết dùng cái từ nào để nói nữa. Mình mới qua có một mấy ngày thôi mà khi mình book khách sạn Labrada đã ship sẵn những cái đống hàng sau lưng các bạn nhìn thấy nè. Một cái lượng protein cực kỳ khủng khiếp để cho Duy Nguyễn tập gym và tổng bộ. Thì theo các bạn bị đối xử vậy các bạn sẽ cảm thấy thế nào? Còn cá nhân Duy Nguyễn cảm thấy rất là áp lực. Rất là áp lực, là áp lực làm sao phải xài hết cái đống đồ này trong cái thời gian ngắn nhất nè. Lean body là gồm tất cả các mùi luôn, mà trong đó còn cái đây các bạn thấy đây quá trời quá đất. Cái đây mình lắc mà cho nó 4-5 cái pha hết có lean body mà lean body plank protein nữa đó. Và bên cạnh đó là nhóm rosary này, có thêm một lọ creatine nữa. Đây bum 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 đây bum đây EA và còn một hũ hydroway mới đem vô kia rồi. Thì mình cho các bạn thấy nè, đứng trước những cái hàng này quá nhiều, quá khổ. Mà Duy Nguyễn nó đi công du bên Mỹ rất là nhiều lần rồi, nhưng ở đây là lần đầu tiên mà Labrada ship hàng chu đáo nhất, quá trời quá đất luôn. Đây có zone nữa, thì các bạn hiểu rồi ha, các bạn đủ hiểu rồi là chúng ta cần phải sao ta, cái này giống như là nói là món quà đi kèm với trách nhiệm. Và trách nhiệm sau đó là gì? Trách nhiệm sau đó là chúng ta sẽ phát triển cái nhánh grocery ở Việt Nam như là một cái phân khúc supplement high class dành riêng cho những người đẳng cấp và những người biết thương tiếc cái sinh mệnh mỏng manh chúng ta trên chặng đường tập tạ, không uống đồ của bắp bậy bạ để rồi từ đó chút quả vào thân. Và trân trọng giới thiệu, Pom là gì? Pom là thiên hạ đệ nhất vì quốc đeo. Nó mắc các bạn, và trước khi đi Duy Nguyễn đã làm video về chuyện rosary ở nhà rồi, thì vọng bạn media sẽ sớm dẫn để cho các bạn cùng nhau trải nghiệm. Và bây giờ là chúng ta sẽ coi đây tất cả những hàng này có những cái gì lạ, ngắn gọn, xúc tích, không dài dòng. Cảm ơn các bạn luôn tin yêu ủng hộ BBT và công ty Labrada. Wow, amazing, good job. Các bạn thấy gì không? Đây là những món quà mà Labrada tặng mình khi mình đi qua Mỹ uống cho nó khỏe nha các bạn, tập gym cho nó tốt. Kìa, Lean Body thần thánh kìa. Lần này có Lean Body thực vật luôn kìa. Trời ơi, ghê quá dữ. Hình như tổng cộng khoảng chừng 10 thùng các bạn, mà mỗi thùng là 12 lon, 1 ngàm luôn, 3-4 lon thì giờ mới hết. Đây, những hộp John dễ thương. Đó, John là tác dụng là bổ xương nha, để cho mình cái xương mình cứng là mình đi chơi cho nhiều. Còn Ice Away kìa. Còn những cái lon mà Energy ở dưới là mình mua đó nha các bạn. Cái này không phải hàng của Labrada, mình mua mình uống để cho mình tỉnh táo, mình đam xung. Oh, wow, Lean Body với John nhìn nó rất là kích thích đúng không? Các bạn ở Việt Nam mà nó thích hai hàng này phải không? Và tôi cũng vậy, tôi là phải có nó. John là thiên hạ đệ nhất bổ sung xương khớp, không nào qua được John đâu. Còn phía trên là màn trình diễn của nhánh Rosary. Trời đất ơi, bum kìa, nhìn bum muốn xỉu luôn. Bum, thiên hạ đệ nhất, reward cao, team free, ngủ ngon. Đó, bum, EAA, trời ơi, Lean Body. Còn trên là yến mạch nha các bạn. Yến mạch là bỏ tiền ra mua. Nè, cho bạn nhìn cái hũ bum nè. Hũ bum là thiên hạ đệ nhất, reward cao, nhìn thành phần nó xỉu luôn. Ai mà có thể cưỡng là được một bộ 24 gram mắc nhất trên đời luôn, 20 lô dùng. Giá 1,6 triệu luôn, mắc lắm nhưng mà xài yên tâm ngủ ngon nha. Trời, tự nhiên cho mình cái hũ rị tinh chí trời. Đó, mình không thích loại này lắm. Tất thì những cái hàng này quá nhiều vậy mình phải sống làm sao cho nó chắc và ta.